Theo hướng dẫn anh chị đổ tiếp cái phần băng kinh. Băng kinh mình có thêm một phần đổ là đổ băng kinh mình có thêm một mình thường nhập đó là Aluminum. Aluminum đó là những cái order, những cái số tiền cần thanh toán đó. Cái thứ hai là incoming payment, số tiền mình thu đó. Thì để mình mỗi ngày mình nhập nhiều quá thì mình sẽ có một file sale để mình nhập vô mình đổ vô ha. Thì bây giờ mình sẽ làm cái file, mình sẽ chuẩn bị cái file ha. Cái file ở đây là đây. Incoming payment mình có ha. Rồi. Mình làm incoming payment trước đi. Mình bắt đầu. Nó mình sẽ thanh toán cho ông nào, mình sẽ thu tiền từ ông nào và thanh toán cho ông nào ha, đó. Tài khoản thu vô tài khoản nào thì mình sẽ nhập vô. Đó. Thì mình sẽ nhập đúng cái là code ông sáp. Nghĩa là cái mã pin của nó phải có ông sáp, số tài khoản này phải có ông sáp ha. Cái này cái bút mình phải có nè. Ông sáp nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ nhập thu về cho ông 406 này, tức là ông này có sẵn nè. Mình vô cái incoming payment nè. Đó, ví dụ customer chọn này, customer nha. Rồi. Đúng vô. Rồi luôn nè. Thu vô. Đó, thu vô dòng này. Còn ví dụ như mình muốn là thu nhưng mà thu của vendor, thu của account thì mình sẽ phải chọn cái loại khác nha. Cái loại của nó là ở đây trên cái file gốc của người sáp nó có là loại file này R cao và R supplier, R cao và R supplier nha. Đó, mình sẽ sửa lại cái đó. Thì cái này khi mình cần mình sửa thôi. Đây mình có hai cái, đây chỉ làm 200 mét rồi. Customer và supplier thôi, còn R cao mình không làm. Muốn làm khác thì mình làm lại file. Còn cái file của mình bên này, cái file demo bên này chỉ làm cho tính toán cho thu tiền của từ customer thôi nha. Rồi thu bao nhiêu tiền, ví dụ thu về này thu 300, thu 400 ngày nào đó, cái này vậy nha. Rồi sau làm xong rồi mình copy cái này đúng không, copy cái này như đây vì cái tự treo qua database cộng cộng treo lại như thế đó. With bơm ở đây mình sẽ để vô cái chỗ inbox app nè. Cái này là in đây rồi. Đó, tương tự vậy mình làm thêm cái Aluminum luôn ha. Aluminum, file Aluminum cũng vậy. Aluminum cũng vậy, đó. Y vậy nhưng mà Aluminum khác chút là R supplier nha. Y vậy nhưng mà R supplier. Cái cắt có chứ cái số. Rồi. Như vậy. Rồi đây nhớ chọn Whisper nhé. Xem lại như là có hai file là mình đổ vô luôn nhé. Ở đây mình sẽ là DTW run admin. Đó, rồi sau đó nhập vô chọn database nè, nhập vô. Đó, còn chỗ này mà nếu như mình chưa có chọn được database, chưa thấy database thì change server nè, nhập cái database server là gì, login này là gì, nhập vô nha. Đó, cái đó thì nằm trong sáp nè, mình có thông tin nó nằm đây nè. Đó, cái này tên database nè. SA thì mình hỏi tài khoản cái đó, cái dữ liệu của server của mình nhập vô. Rồi inbox vô tên system
rất nhiều ở băng kinh. Ông nhập A quy ni mệnh trước ha, nhớ tới đây mệnh A quy ni mệnh nè, ông quy vậy coi đây, coi đây đúng chưa? Đúng rồi, chạy thử nó thành công, thành công rồi nhé, thành công rồi đó, thành công rồi nhé. In bọt là xong đúng không? In bọt tiếp, in bọt tiếp, âm in bọt tiếp là bằng kinh in cơm in mê mệnh đó, mê mệnh cho mình mình nhớ tới thôi đúng chưa? Đúng rồi, đúng tiếp. Ồ, vô hai cái luôn, hai cái thành công này, dưới không cái này rồi, nhớ 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 nó xong, mình bật xong hết 21 luôn. Bây giờ vô đây mình coi kiểm tra lại incoming payment phiếu mới nhất của mình chính là thanh toán là 400 đúng rồi này, này. Này không, này 400 300 nè đó không đủ 400 300 ha. Rồi ao mình nuôi mạnh như vậy, hai phiếu này lại mình làm giống nhau thôi nè, phiếu cuối cùng 400 lại 300 rồi xong. Sau khi làm xong rồi thì như vậy chưa xong đâu, theo nguyên tắc kế toán là chưa xong thì mình phải làm thêm một cái nó reconcile nữa mới được. Thì mình reconcile thì mình sẽ reconcile như sau. Như đây ví dụ như là mình cứ thiếu mình xong rồi, khi mình làm thì mình không có chọn vô thanh toán trong hóa đơn nào, cho nên mình phải làm thêm một thao tác reconcile nữa. Thì để reconcile thì mình sẽ làm như sau, mình sẽ vô bên viết banner reconcile sẵn, reconcile trong không banner nào thì mình chọn vô. Rồi mình ấn hai phiếu này, mình có hai phiếu này đâu, nhưng mình hai phiếu mình chi, nhưng mình chi cho hóa đơn nào á, phiếu này dương nè, dấu mở ngoặc là dấu âm nè, cái này dương mình sẽ cấn trừ với những hóa đơn nào, chọn vô cấn chừng nào cho cái tổng total này nó về không mà được. Đây còn này không được đâu, tóm đây thì nó không về không nổi đâu, mình thấy nó âm không được, nó dư ra rồi, ngược lại thì đây bấm hết tất cả hóa đơn thì mình còn lại là 378.800 đồng. Thì lúc này mình phải kiếm một hóa đơn nào bằng với số này mới tấn được, nhưng mà trong đây không có, thì trong đây không có thì mình sẽ tấn một phần của hóa đơn trên thôi. Thì mình tấn vào đây, hôm nay mình gõ số là 378.800, 378 rồi 800 tab, bấm tab đi, bấm enter, bấm tab, hiểu đó này vậy không, rồi bấm rất không sai. Đó. Ồ, thì tất cả những bài thì đối với ông này mình còn nợ lấy hai cái này chưa thanh toán, lần sau mình thanh toán tiếp thì mình vô cái con sai tiếp nha. Rồi như vậy thì mình sẽ cái con sai của thằng ông, mấy ông khác luôn, ông vendor, ông customer hay ông vendor nó cũng cái con sai giống vậy nha. Rồi kết thúc video ở đây luôn nha, làm chuyện video tiếp theo.